Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, cộng đồng doanh nghiệp đã có những việc làm thiết thực, cụ thể, đóng góp vật chất, trang thiết bị y tế để cùng chính quyền, các địa phương thực hiện tốt công tác chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân các địa phương trong vùng cách ly, phong tỏa. Từ ngày 8 tháng 9, 1.000 hộ dân với trên 3.200 nhân khẩu ở thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ thực hiện phong tỏa chống dịch do phát hiện một số ca nhiễm COVID-19 có yếu tố dịch tễ đi buôn bán từ Hà Nội trở về. Xã Yên Phú đã lập 11 chốt kiểm soát người ra vào thôn để giúp nhân dân trong thôn thời gian phong tỏa, đảm bảo đủ các điều kiện vật chất, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát do ông Lương Duy Tân làm chủ tịch hội đồng quản trị, là người con quê hương xã Yên Phú, đã hỗ trợ trao tặng nhân dân trong thôn 10 tấn gạo và 1.000 thùng khẩu trang y tế, giúp nhân dân có thêm điều kiện sinh hoạt hàng ngày trong thời gian thực hiện phong tỏa. Bà con nhân dân thôn Bình Phú bị phong tỏa vì có ca nhiễm COVID-19, là người con quê hương. Thay mặt công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát tặng bà con thân nhân thôn Bình Phú 1.000 hộp khẩu trang y tế và 10 tấn gạo để chia sẻ bớt khó khăn và chúc cho bà con nhân dân thôn Bình Phú sớm vượt qua cơn khó khăn này để trở lại cuộc sống ổn định đời thường. Đến nay, xã Yên Phú đã trải qua 4 lần bị phong tỏa ở các mức độ và quy mô khác nhau vì có ca nhiễm trên địa bàn. Qua mỗi lần phong tỏa, công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát đều tích cực và kịp thời ủng hộ vật chất, trang thiết bị chống dịch tới nhân dân và địa phương để có thêm điều kiện thực hiện tốt công tác khoanh vùng, dập dịch.